7749 kiếp nạn khi làm MC Hoa Xuân Ca. Thưa quý vị, thẳng sâu trong mỗi chúng ta đều có tình yêu quê hương. Ồ, ai cũng mất rồi. Được gợi cảm hứng từ, có đúng không nhỉ? Được gợi cảm hứng từ một ca khúc thân thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hoa Xuân Ca là chương trình đại nhạc hội được tổ chức mỗi năm một lần. Với những dấu ấn đậm nét của nhạc Việt xưa và nay. Sao cái dẫn của anh thế nào nó cũng chắc hơn là cái dẫn của em ấy nhỉ? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Những tiếp nối kế thừa và sáng tạo của những người làm nghệ thuật đương đại, đây là món quà ý nghĩa mà Đài Truyền hình Việt Nam và các nghệ sĩ đã dày công chuẩn bị để gửi tặng tới khán giả cả nước và kiều bào Việt Nam sống ở nước ngoài. Và xin được chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Hoa Xuân Ca 2024. Vâng, thưa quý vị khán giả, hai bài hát Một Vực Băng Băng và bài hát Xuân Ca đã truyền tải hơi thở sống lao động với tiếng hò xuân rộn rã, với những mẻ tôm cá đầy ắp, thật là nhiều hy vọng và đầy rồi ạ, ok. Vâng, thưa quý vị, hai ca khúc Bóng Bóng Bang Bang và bài ca Tôm Cá sẽ truyền tải hơi thở. Ai á? Ai chị ơi ấy? Với những tiếng hò rộn rộn rã và những mẻ tôm cá đầy ắp, cứ thể rồi anh chị nghĩ sao về tổ chức sản xuất, về những vị trí khác, đạo diễn, về nội dung, họ nghĩ gì về MC? Anh nghĩ là không thể nghĩ tốt. Bối rối, quý vị nhìn thấy không? Bối rối. Không thể nghĩ tốt được. Nghĩ nào mà hai đứa lại vừa, đứa thì trang điểm lâu này, thỉnh thoảng lại, ôi đâu đấy nhỉ, cái Vân đi đâu mất rồi nhỉ, Khánh đi đâu mất rồi nhỉ. Anh nghĩ chắc không nói tốt được đâu. Sau đây sẽ là suy nghĩ của những vị trí khác, những người có tiếng nói trong chương trình này. Em thấy lo lắng. Anh Quốc Khánh ấy, thì anh ấy là một cái người mà Chi đã có cơ hội làm việc rất là nhiều năm. Từ Cuộc Hẹn Cuối Tuần cho tới Hoa Xuân Ca năm ngoái và đến Hoa Xuân Ca năm nay. Thì đương nhiên là sự hiện diện của anh ấy ở đây đã khẳng định là mối quan hệ của anh ấy với cả ekip sản xuất nói riêng. Không hiểu sao mỗi một lần gặp thì anh Khánh luôn nói là Chi là ác mộng của anh. Bởi vì thường kịch bản Chi viết rất là dài, trúc chắc rất là khó nhớ và rất là nhiều nội dung trong đó, nhưng Chi lại không cho anh Khánh cầm kịch bản, bắt buộc phải ngấm tất cả những ý tứ câu từ của một người khác viết. Tới nay anh ấy chỉ có dẫn những điều mà anh ấy nói, và anh ấy nói là Hoa Xuân Ca gần như là cái chương trình duy nhất mà anh ấy phải nói những điều không phải anh ấy viết. Bây giờ anh ấy nói là Chi ơi, thì bây giờ em gần như là một cái người mà có thể từ trong người anh nhảy ra được rồi đấy, là coi như là anh nói lời của em mà giống như là lời của anh rồi. Thì không biết đấy là một lời gọi là động viên hay là một lời chê trách, không biết nữa. Nhưng mà với Thụy Vân ý, thì Vân là một cô gái cực kỳ chịu khó. Khác với những MC nam, người ta chỉ cần khoác một cái áo vest là xong, dặm dặm phấn là xong, thì Vân phải đổi tới 3-4 lần cái layout, make up và trang phục. Nhưng mà Vân đã làm mọi thứ rất là nhanh, trong một cái guồng quay liên tục là Vân ơi, bây giờ em chỉ có 10 phút để khoác cái áo này thôi. Và thực sự là thấy rất áy náy với Vân, bởi vì có một lần là Vân đã bị trễ chỉ có 2 phút thôi. Và lúc đấy thì mình phải đưa ra quyết định là thôi, Vân ở đây nghỉ ngơi thêm và sẽ chỉ có một mình anh Khánh dẫn. Mình sẽ có một vài những quyết định mang tính hơi phũ phàng như thế. Thế nhưng mà mình sẽ phải nghĩ tới một cái cục diện lớn hơn. Và hy vọng là khi xem, đúng rồi, khi xem cái này thì Vân sẽ không giận chị. Bây giờ đến lượt anh em mình nói về tổ chức sản xuất được không Vân? Đúng. Ok, rất muốn nói về tổ chức sản xuất. Nào dạ, xin mời. Diệp Chi là tổ chức sản xuất của chương trình này. Mọi người biết Diệp Chi rồi, nổi tiếng với đường lên đỉnh Olympia ngày xưa. Cực kỳ khó tính. Cực kỳ khó tính, sai từng câu, từng chữ một là cũng phải sửa. Là phải chuẩn. Thiếu một chữ mỗi trong lòng người Việt, mỗi người Việt thôi là rất hay dùng từ lấy. Đúng, chính xác. Và hay dùng câu ghép. Bây giờ em nghĩ xem, như này bảo anh, trách anh. Anh bảo chữ trộn rộn, anh đừng nói trộn rộn, anh phải, anh làm như thế nó chữ R nó căng. Lại rộn. Lại làm cho em nhớ đến hò rô, phải nói hò rô. Tức là từ cái cách phát âm luôn. Đấy, chỉ mỗi thế thôi. Khải Anh, ngày trước Khải Anh là đạo diễn chương trình này, hay rất hay trêu người dẫn, vấp một phát là lên trêu, lại đúng. Nhại lại. Đúng, chính xác, mà xuyên ra là chỉnh cái ống quần của anh Khánh. Ôi giời, đủ các thứ luôn. Ông anh Khánh thì ai cũng biết là vòng kiềng rồi, nhưng mà ống quần của vấn đề gì ạ? Chê hết tất cả, chê không thiếu một cái gì cả luôn em ạ. Quát MC nếu như mà anh ấy muốn về. thật là dỗi con đi. Nhưng mà ekip anh nói thật vui. Đi làm chương trình Tết như em nói, cái đây là cái khoảng thời gian vui của năm đúng không Vân? Mọi người nhìn thấy được chia sẻ cùng với nhau.
ăn uống rồi các thứ khác. Rồi nói chuyện ăn nó cả một câu chuyện luôn. Nào đến lúc mọi người nghỉ đi để bắt đầu thì lại những người khác lại vào làm. Thế anh nghĩ chính xác là hôm nay em còn được chị Phượng mời một gói bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Rồi ôi chị em chia nhau. Anh không dẫn được khi mà anh ăn cái đấy. Chị em chia nhau từng cái gói bánh tráng trộn. Như vậy là chúng ta đã đến với ý kiến nhiều chiều, từ những người dẫn nói về nhau, rồi những người khác nói về người dẫn, từ người dẫn nói về những người khác, vân vân. Sau ý kiến nhiều chiều đó, bây giờ nếu như mà chấm điểm ăn ý của hai người dẫn trong chính chương trình này trên thang điểm 10, mỗi người sẽ tự cho cái điểm ăn ý đó là bao nhiêu? Nghĩ trong đầu chưa nói vội. Em đếm 3, 2, 1 nói cùng một lúc xem giống nhau hay không. 3, 2, 1 xin mời. 9,5. Lệch 0,5 quá tuyệt vời. Đó, ăn ý đó ở cái đoạn đó. Sai số 0,5 là được. Yêu cầu của chương trình là một thôi, nhưng mà nghệ sĩ ai vào chương trình này Vân cũng thấy là họ đều có yêu cầu riêng của họ. Bởi vì họ nghĩ xem, xuất hiện vào những ngày Tết trên sóng của VTV, tổ chức sản xuất muốn hoàn hảo mà còn nghệ sĩ muốn hoàn hảo nữa. Ai cũng muốn hoàn hảo. Đấy là một chương trình rất là sức ép về sự sáng tạo. Có bao giờ hai cái sự muốn hoàn hảo đấy của một bên nghệ sĩ, một bên ban tổ chức chương trình, và thậm chí cả sự hoàn hảo của MC kết hợp vào, nếu có, nó lệch nhau không? Lệch nhau thì chắc chắn là không có lệch nhau. Em thì em cho là như vậy. Phải tập nhiều một chút để khớp với nhau không? Chính xác là như vậy. Đầu tư về con người, đầu tư về thời gian để làm sao những sự sáng tạo của nghệ sĩ này, của ekip, của đạo diễn, của MC chẳng hạn, nó sẽ ăn hòa, nó sẽ khớp vào với nhau để tạo ra một cái sản phẩm hoàn hảo nhất cho khán giả. Anh thì đúng là anh ấn tượng với cái tiết mục cái ghế hạ xuống của Văn Mai Hương với Lân Nhã. Còn Vân thì Vân ấn tượng với cả sự sáng tạo nào về nội dung năm nay? Em rất là ấn tượng với tiết mục của anh Tùng Dương với bài hát Đi Tìm Lời Du Nữ Thần Mặt Trời. Có cái gì trong đấy ạ? Vì nó mô tả cái hình ảnh của một người nữ thần mặt trời, cho nên là với cái hình ảnh của trống đồng được đưa từ trên cao xuống, tức là ở đấy lúc ấy người ta sẽ có cái cảm giác là à, đây là một cái hình ảnh rất thân thuộc với những người dân Tây Nguyên, nhưng đồng thời nó lại là hình ảnh của mặt trời. Và trên cái cồng rất là to như thế, hình ảnh của một người phụ nữ Tây Nguyên mặc một cái bộ đồ dân tộc của Tây Nguyên, nhưng nữ thần mặt trời này lại khiến cho người ta có một cảm giác gì đó nó rất là thân thuộc. Nó là một cái hình ảnh rất là đẹp mà nó ở trên cao đấy, nó cao vời vợi đấy, nhưng mà nó lại thân thuộc đối với chúng ta, những người đang thưởng thức tiết mục. Có những đoạn mà ca sĩ hát và anh giao lưu với ca sĩ, anh giao lưu với cả Hòa Minh Di, anh nói với cả Hòa Minh Di là anh mặc áo dài tay nên là em không nhìn thấy anh nổi da gà thôi, nhưng đoạn vừa rồi là có. Người con quê của Bắc Ninh hình như ai cũng biết Quan Họ hay sao ấy nhở? Tất cả người dân Bắc Ninh thì Quan Họ luôn là một niềm tự hào, và chắc chắn là ai cũng đã từng nghe, từng hát qua dù có hát hay hay không. Và em cũng thử để xem mình có hát hay được như các Điền Anh Điền Chị hay không. Nhưng mà nó không hay đến mức em đi thi được. Anh có thể là giám khảo tiếp theo của em được không? Anh cực kỳ dễ tính luôn. Là anh muốn em hát một câu hả? Chính xác. Rồi em thử hát một câu nha. Chán chương trình lại cắt. Chán chương trình cắt nha. Đương nhiên. Ngồi rằng là ngồi từ ấy là ngôi tựa có sông đào ấy, mấy đêm là đêm ý hôm qua. Em đi thi ở cuộc thi nào để anh điều tra lại ban giám khảo? Anh mặc áo dài tay nên em không nhìn thấy là anh Sởn Gai Ốc ở trong phần trình diễn vừa rồi đâu. Hay đấy, anh nghĩ thế. Xin cảm ơn Hòa Minh Di với phần trình diễn đặc biệt của mình trong Hoa Xuân Ca. Nhưng mà để nói về sự sáng tạo thì mọi người nghĩ xem, Binzy và Space Speaker là những người rất sáng tạo rồi. Mọi người xem video clip Hit Me Up của Binzy rồi đúng không? Cực kỳ sáng tạo. Nhưng bây giờ họ mang tới Hoa Xuân Ca, họ phải làm khác đi nữa. Và đấy là sức ép của họ. Họ phải làm cho một cái gì mới mẻ. Những người làm chương trình cũng yêu cầu. Rất nhiều người hát bài cũ. Anh nhắc tới cái sự sáng tạo, cái sức ép của nghệ sĩ thì em nhớ tới ở Hoa Xuân Ca có một sự xuất hiện rất là đặc biệt. Đó là sự xuất hiện của Đen Vâu cùng với nhóm MTV. Rõ ràng là chúng ta đã thấy cái bài Trốn Tìm nó rất là quen thuộc cách đây rất lâu rồi. Nhưng khi đến với Hoa Xuân Ca thì người ta lần đầu tiên người ta thấy Đen Vâu được biểu diễn với MTV, và họ đã hòa ca như thế nào. Đoạn đấy hay. Cái sự hay. Sáng tạo đấy rất tuyệt vời luôn ạ. Đen Vâu ghé vào cùng với ba thành viên của MTV xong rồi hát cái đoạn đấy sôi nổi vô cùng luôn, hay. Ở dưới còn vỗ tay, chương trình này thì không có khán giả nhưng mà tất cả ekip làm chương trình đều vỗ tay. Ngừng em làm mà đời hộp tới bước gầy tắt thở, ta đều không biết có điều gì sao đám mây sắp nở cho chơi trốn tìm ngày đó sao.
ta săn bắn như khát vọng và hái lượm như giấc mơ. Ta gieo trong cái ước mộng thứ mà lấy đi nhiều thì giờ ta đào những cái hố được không biết có ngày bị lọt. Để rất lâu sau này chúng ta con mày nhận ra không phải tất cả bông hoa thì đời sẽ có những nhụy ngọt. Hey. Và hệt như là ta đi tìm cả. Hay chị có thể nói sâu hơn không về 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 những cái tiết mục mình vừa kể ra đấy của anh Đen Vâu này rồi của Binzy nữa. Cụ thể ở đây họ đã có những cái điểm sáng tạo nào mà hai người nghĩ rằng là nó là cảm xúc nó ở chỗ này này, điều đặc biệt nó ở chỗ này, chất xám nó ở chỗ này này. Với Binzy tất nhiên em không thể hy vọng những cái vật dụng đấy ở trên đúng, sân khấu lúc rồi. Lúc đấy thì em có đến sân khấu và xem hậu trường rồi và em thấy sân khấu là có một cái mic cổ với cả ban nhạc. Thì anh thấy tất cả bộ trang phục, cách biểu diễn của anh ta ở trên sân khấu này, tất nhiên nói thế thôi chứ cái MV đấy thì là cả một cái sự đầu tư rất là lớn rồi, đúng không? Đủ tất cả các tích tuồng ở trong đấy mọi người đều nhận ra. Trên sân khấu trong một vài phút thì không thể được như thế, nhưng cái không khí mà nghe hát live bài đấy cực kỳ đặc biệt, anh đảm bảo khán giả sẽ thích. Có mặt ở hậu trường này, tôi đã đi loanh quanh, tôi đã trò chuyện với những người có thể để tìm hiểu xem là chương trình năm nay có điều gì khác về những sáng tạo trên sân khấu. Thực ra nó là một cái ý đồ rất rõ ràng ngay từ những giây phút đầu tiên khi mà đặt bút viết kịch bản của ekip thực hiện chương trình, từ nội dung đến sân khấu đến những vị trí khác nữa, chúng tôi đã tập hợp lại bây giờ chia sẻ với quý vị. Thực ra trong quá trình làm thì càng ngày chúng tôi càng rút nhiều kinh nghiệm, mỗi năm chúng tôi cải tiến một thứ. Như các bạn thấy là có một cái cáp máy quay chạy từ điểm này vào sâu ở trong sân khấu, thì đấy là một cái điểm mới chương trình để đổi góc mới. Thì ngoài ra chúng tôi đặt rất nhiều GoPro ở các góc, thậm chí cái cây guitar này chúng tôi cũng kẹp một cái GoPro vào đầu guitar để lấy được những cái hình vừa tay và cái sự đam mê của nghệ sĩ lúc chơi guitar. Rồi là có máy bay để bay ở trong trường quay. Và có thể nói là ekip này đã rất là may mắn khi được đón hơn 30 người bạn như vậy của BTV. Họ thấu hiểu những cái khó khăn của một cái guồng quay sản xuất truyền hình với rất nhiều những công đoạn như thế này. Và họ cũng chung mong muốn với chúng tôi đó là làm thế nào cố gắng để gửi tặng khán giả những màn trình diễn ấn tượng nhất, độc đáo nhất, hết mình nhất trên sân khấu của Hoa Xuân Ca. Thì từ cái sự cộng hưởng đó thì khó khăn bỗng được hóa giải và tất cả mọi thứ đã gần như rất suôn sẻ cho tới thời điểm này. Chúng ta đã nói rất nhiều về sự sáng tạo của những người nghệ sĩ rồi. Họ phải yêu tiết mục của họ, yêu khán giả, yêu cái Tết này thì họ mới có được cái sự sáng tạo đó. Hai MC ạ, sẽ ấn tượng với những nghệ sĩ nào nhất và vì sao? Thực ra nói thật đi, tôi ấn tượng với tất cả các nghệ sĩ. Biết ngay là một câu xã giao à? Biết ngay. Không, nhưng sẽ có những nghệ sĩ khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng nhất. Ví dụ như Thụy Vân là người rất là may mắn khi mà được trò chuyện với chị Mỹ Tâm trên sân khấu. Thực ra cái ấn tượng nhất của Thụy Vân đối với chị Mỹ Tâm đó là một cái tâm huyết này, một cái gọi là một cái tình yêu nghề, một cái sự gọi là như nào nhỉ? Cái sự thật, cái sự chân thật ở bên trong con người chị ý nó vẫn toát ra khi mà chị ý biểu diễn, chị ý nhảy cùng với cả Quang Đăng và Vũ Đoàn. Và năm nay thì có một cái điều đặc biệt đó là cái bài hát Cố Hương là một sáng tác rất là mới và chị Mỹ Tâm đã tập cùng với Vũ Đoàn để tạo ra một cái điểm nhấn cho chương trình. Chị Mỹ Tâm thì nhiều đoạn nhảy hot trend rồi, trendy thì ở trước đây cũng nhiều. Nhưng mà hình như Vân ơi, em vẫn chưa thoát vai của dẫn Hoa Xuân Ca đúng không? Anh thấy em vẫn đang bay bổng lắm các thứ. Em có cảm giác như này ông Vân? Tức là mình cũng dẫn chương trình nhiều, mình cũng gặp nhiều người nổi tiếng rồi. Nhưng mà em có cái cảm xúc là vẫn gặp người mới vẫn wow wow. Nhân vật này ngoài đời này. Anh có biết là em qua em qua không? Em gặp ai không ạ? Em gặp ai? Em gặp hai người. Đấy là Đen Vâu và hai là Bố Gấu ạ. Đen Vâu em, Bố Gấu em gặp suốt rồi gì nữa Hoàng Hải? Không, lâu rồi em mới gặp à? À ok. Thực ra thì yêu Hoàng Hải, yêu cái giọng hát của Hoàng Hải cho nên là khi mà được gặp lại anh ý trên sân khấu này với những bài hát nó vừa quen vừa lạ của Hoa Xuân Ca ấy, thì nó làm cho mình có một cảm giác rất là đặc biệt, nhất là mình lại còn yêu mến giọng hát này nữa.
Còn Đen Vâu thì rõ ràng rồi ạ, bởi vì Đen Vâu, em rất yêu những bài hát của Đen Vâu, yêu những cái cách gieo vần của Đen Vâu. Và gặp Đen Vâu ở bên ngoài bằng xương bằng thịt, mặc dù là em đã từng talk online với gặp Đen Vâu, nhưng ngày hôm nay mới được gặp Đen Vâu, nhìn thấy Đen Vâu và nghe Đen Vâu trò chuyện. Thực ra nếu mà nói về những mảnh đất gắn bó với cuộc đời của Đen thì chắc là phải nói tới Đồng Nai, nơi mà Đen đã sinh ra, rồi quê gốc thì ở Hưng Yên nhưng mà lại lớn lên ở Quảng Ninh nữa. Cái khái niệm quê hương đối với Đen Vâu sẽ là như thế nào ạ? Thưa Thủy Vân, Đen tin là bất kỳ ở đâu có tình người, nơi đó đều là quê hương. Và quả thật trong cái hành trình từ thời niên thiếu đến bây giờ của Đen, bất kỳ nơi nào Đen đặt chân đi qua trên mảnh đất Việt Nam này đều thấm đẫm tình người, đều khiến cho mình có những cái xúc động. Khi mà Đen còn nhỏ thì Đen chưa hiểu hết được cái sự tươi đẹp của những cái mảnh đất mình đã trải qua. Nhưng khi mình lớn lên rồi, mình mới nhận ra là à trời ơi, mình đã có một cái tuổi thơ tuyệt vời quá, đẹp đẽ quá. Và ước gì được tìm lại những cái ngày thơ bé đó. Đó cũng chính là cái tâm sự mà đưa vào trong bài hát Trốn Tìm mà được các anh MTV hát lên rất là tuyệt vời. Và em tin là khi hát lên những cái lời ca đó, các anh cũng chợt nghĩ về thời thơ ấu của mình, thời niên thiếu của mình, thời thanh niên của mình, những cái cô gái mình đã ấp ủ trong lòng mà không dám thể hiện lời nói của mình. Thế bây giờ đến lượt anh, bởi vì anh mới là người, anh người nói trước về cái cảm giác wow wow đấy. Bởi vì wow, Hòa Minzy ngoài đời. Lần đầu tiên anh được gặp Hòa Minzy ngoài đời. Thì tất nhiên là cô ấy trẻ hơn mình rất là nhiều, nhưng mà mình cũng thích cái phong cách của cô ấy. Cô ngoài đời cô cũng vui. Người thứ hai mà anh cũng wow wow nữa là Hồ Ngọc Hà. Lần đầu tiên anh được phỏng vấn Hồ Ngọc Hà. Năm nay cũng là một hình ảnh rất là mới của Hồ Ngọc Hà. Phải nói rằng Hà cũng có một quá trình trưởng thành và thành công khá là đặc biệt. Sinh ra ở Huế, lớn lên ở Quảng Bình, ra Hà Nội học và cuối cùng thì lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Hà có thể nói gì về hai tiếng quê hương? Hà nghĩ rằng là ở nơi đâu cũng là những cái kỷ niệm rất là đẹp và có ý nghĩa đối với Hà ở từng giai đoạn. Nên là đi đâu thực ra đối với Hà cũng là quê hương của mình. Nhưng mà để nói rằng một nơi mà có ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm nhất và đặc biệt là đánh dấu những sự quan trọng trong cuộc đời của mình để thay đổi những cái định mệnh của mình ấy, thì Hà nghĩ đó chính là Quảng Bình. Quảng Bình. Quảng Bình quê em. Thế là vừa một câu bằng tiếng Quảng Bình đấy đúng không? Bây giờ Hà còn dùng nhiều tiếng Quảng Bình không? Thực ra là gia đình của Hà, ba mẹ của Hà vẫn nói tiếng Quảng Bình ạ. Còn Hà thì bởi vì đi Hà Nội học từ bé nên là mình cứ bị thói quen mình nói tiếng Hà Nội. Nhưng mà lâu lâu ở nhà mà nếu mà tám mà xuyên trời đất cùng với gia đình của mình thì là đôi khi cũng trở về giọng cũ luôn đúng không? Quảng Bình ngôi tám cả buổi luôn anh ạ. Nếu mà một câu mà Hà hay nói tiếng Quảng Bình rất 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 là quen thuộc đó là chú choa mè ơi. Đó là cái câu nói mà lúc nào vui hay buồn hay là một cái cảm xúc bất chợt cũng đều nói như thế. Và nhân dịp xuân mới thì Hà xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả một lời chúc bằng giọng Quảng Bình của mình. Bởi vì ngay lúc này thì Hà rất là mong ước được trở về quê hương của mình để ăn Tết cùng với gia đình. Xin chúc cho tất cả khán giả một mùa xuân thật nhiều bình an và hạnh phúc. Anh nói về một điểm chung nữa giữa anh và Thụy Vân là anh cũng ấn tượng với cả Đen Vâu. Năm nào anh cũng ấn tượng với Đen Vâu bởi vì năm ngoái anh cũng dẫn Hoa Xuân Ca. Thì anh cũng nói chuyện với Đen Vâu. Và mọi người biết không, Đen Vâu năm ngoái một năng lượng vô cùng tích cực, vừa mới trải qua một năm dịch xong và mọi thứ vẫn còn khó khăn. Anh ấy xuất hiện tại Hoa Xuân Ca, anh nói về những điều tích cực và mọi người đều thấy rằng trong năm qua, một năm vừa rồi là một năm thành công cực kỳ của Đen Vâu. Tổ chức live show rồi ra mắt những sản phẩm mới rồi ký kết những hợp đồng lớn cực kỳ thành công và anh ấy lại mang tới một cái nguồn năng lượng mới khi quay trở lại đây. Hai anh em lại cười với nhau, anh nói với cả Đen Vâu à, thấy chưa, năm ngoái em tham gia vào Hoa Xuân Ca nhá, bao nhiêu điều may mắn đã tới và hy vọng rằng năm nay cũng thế. Đen Vâu phải nói là cực kỳ cầu kỳ ở trong cái tiết mục nào Lâm ạ, cũng rất là đông người em thấy không, mà năm nay biểu diễn lại với cả Hoàng Thùy Linh cũng hay nữa, rất nhiều người, mà nhiều người đồng nghĩa với việc là em phải cực kỳ đồng nhất, phải chi tiết. Đen Vâu là một người mà cười mà chưa tươi lắm thôi. Hát bài Đi Về Nhà năm ngoái, làm lại. Ban tổ chức bảo là, tổ chức sản xuất bảo là ok rồi. Không, em thấy là em mọi người cho em làm lại. Cười chưa tươi, tức là tự bạn ấy cảm thấy là chỗ này cần phải vui hơn một tí nữa. Bởi vì đây là Đi Về Nhà mà, đấy là năm ngoái. Năm nay hát một bài mới cũng hay nữa. Mặc dù là em vào sau chị nhưng mà biết rằng là Sơn Lâm cũng đã có mặt tại hậu trường trong vài ngày nay rồi. Không biết là Lâm thì ấn tượng với ca sĩ nào? Em chạy ra chạy vào thực ra cũng không xem hết ở các tiết mục đâu. Nhưng có một tiết mục ấn tượng từ đầu đến đuôi luôn. Tức là gì? Mình xem ở phía dưới đúng mình nổi da gà. Cái tiết mục này nó ấn tượng ngay từ cái đoạn setup sân khấu. Tự nhiên thấy bê lên một loạt toàn cột điện mà sao nhiều cột điện này. À nhưng không, em nhìn lại em thấy hóa ra là cái cây. Xong cuối cùng mới thấy là bê lên đổi ra cái màn LED. Đổi ra cái màn LED là tuyết rơi. Đó, xong rồi thấy có một bà chúa tuyết Elsa. Mà mình tưởng hát một cái bài gì đấy, đúng, mình tưởng hát một cái gì đấy kiểu như là Elsa.
Let it go đấy. Nhưng không, hát một bài mà nghe nổi da gà, tức là chị Thu Phương hát bài nước ngoài. Cái bài hát đấy, cái lời của nó nhá, mình nghe mình thấy nó rất là hướng về quê hương. Nhưng trong một cái bối cảnh tuyết rơi, tức là mình thấy rất rõ cái sự đối lập giữa một người ở xa quê hương vào những ngày tuyết rơi cuối năm và nhớ về quê hương. Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi, để phơi gió rét bên trời. Mẹ tên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người, cũng may sống chung mấy anh em. Chỉ lúc chẳng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay ra hoài. Ô, ở nước ngoài, giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khắc xa qua vậy, chỉ mong bất lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền, cho thôi ngày sau bần tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Mà Vân nhớ không, chị Thu Phương còn bảo là nếu mà hát thêm một lần nữa là em khóc, mà son phấn nó sẽ tèm lem ra, bởi vì là chị cảm xúc thực sự. Ở dưới mà mọi người vỗ tay ầm ầm, mà đây chỉ là chương trình ghi hình. Đường xa tiếc trong nhẹ rơi, lại một lần nữa người ơi, làm sao để lấp được những cô đơn với đời. Giờ chẳng còn ai sẽ chia, chẳng được cùng ai buồn vui, lạc trong cơn khóc yêu thương khi lòng giá băng. Ngậm ngùi với những đêm trắng, ngược dòng ký ức thời gian, trên sông bình yên đổ bóng mơ nơi quê nhà. Tìm lại ngõ vắng lặng yên, nhỏ nhòi bờ vai thật thoáng, chỉ còn lại những tàn phai mong manh hôm nào. Đường xa tiếc trắng nhẹ rơi, lại một lần nữa người ơi, làm sao để lấp được những cô đơn với đời. Giờ chẳng còn ai sẽ chia, chẳng được cùng ai buồn vui, lạc trong cơn khát yêu thương khi lòng giá băng. Thời gian đổ bóng quê nhà, nhỏ nhòi bờ vai thấp thoáng, chỉ còn lại những tàn phai mong manh hôm. Thưa quý vị, nếu như quý vị chưa có đủ thời gian để đúng cái thời điểm ấy xem Hoa Xuân Ca trên sóng VTV thì quý vị hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ chương trình, xem lại những best cut, những đoạn biểu diễn tuyệt vời nhất của chương trình, cũng như xem lại những hình ảnh hậu trường nữa trên các nền tảng số của VTV. Chúng tôi rất chào đón, rất muốn tăng lượt view, tăng lượt mắt xem từ chính quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng VTV, đồng hành cùng lướt trên VTV Go. Xin chào và hẹn gặp lại.